hấp dẫn. Có một người chơi mới thôi, rất là lo sợ. Chị mới chơi nên chị không biết gì hết trơn á. Một bông hồng lạc giữa rừng gươm. Căng thẳng. Bông hồng thủy tinh trong suốt. Trên là một con người trong sáng, em vô hại. Hai người này diễn viên tôi không tin nữa. Hồi hộp. Có hai sự bình chọn cho một người. Em mệt quá cho chơi đi. Bảo toàn em. Em sống thật. Kịch tính. Trời ơi, con tim và lý trí nó khác nhau dữ lắm. Ồ, ngạc nhiên chưa? Mọi người an toàn. Ủa thiệt hả? Tất cả những ông bà luật sư ở đây. Ghê gớm thật. Để biết ai thực sự là cao thủ, hãy đón xem chương trình Truy tìm cao thủ phát sóng vào lúc 19:15 tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.